Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022, gồm có 3 đài: đài Đồng Nai, Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy ủng hộ kênh Mạnh Vlog 1 của mình một đăng ký một like nhé các bạn nhé, để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Bắc miền Nam mới nhất từ kênh của mình.